là một trong những mỹ nhân mê tiền hơn mọi thứ, trong khi đồng đội của cô thì có nhiều đam mê khác như là mê thịt, mê sức mạnh, vân vân và mây mây. Nhưng chỉ có mỗi mình Nami là có niềm đam mê mãnh liệt với tiền bạc bên cạnh việc vẽ idol. Tuy nhiên trong suốt quá trình phiêu lưu của mình, các bạn đã đếm được bao nhiêu lần Nami thực sự là có được kho báu rồi? Tất nhiên là hơn một lần rồi đúng không? Và chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với những kho báu mà Nami đã thực sự sở hữu trong One Piece nhé. Hiện tại thì mình có làm một kênh game, ở đó mình sẽ chơi game cùng với team khám phá của mình và livestream nữa. Rất hy vọng được các anh em qua đó xem và ủng hộ và đăng ký giúp mình nhé. Mình có để đường dẫn ở phía dưới phần mô tả đó nha. Các bạn có thể nhấp vào và đăng ký kênh giúp mình với nhé. Body quyến rũ. Tuy không lấp lánh như vàng bạc, cũng không có chữ số như những tờ tiền, nhưng body của Nami chính là kho báu tuyệt vời nhất mà Nami sở hữu cho tới tận bây giờ. Đối với đám con trai như Zoro, việc sở hữu cơ bắp là một niềm tự hào rất lớn đối với anh chàng vì nó nói lên một phần sức mạnh của anh. Hay đối với Sanji, vẻ ngoài luôn được chạy chuốt lịch lãm là một điều đáng tự hào. Nói gì đến một cô gái như Nami chứ? Chúng ta đều biết rằng, từ sau time skip, Nami đã thay đổi hẳn phong cách ăn mặc kính cổng cao tường sang mát mẻ thiếu vải. Một phần là vì muốn trở nên trẻ trung hơn, một phần là muốn khỏe body ba vòng chuẩn từng cm của mình. Nami cũng rất tự hào về cơ thể của mình, nên cô nàng thường xuyên tắm rửa và sắm sửa quần áo mới để diện lên. Vậy nên, vũ khí lợi hại nhất của một cô gái chính là cơ thể nóng bỏng đó. Hỏi sao khi vừa mới gặp lại, Sanji đã chảy máu mũi không ngừng rồi. Bảo vật quốc gia của Zou. Sau khi tới được đảo Zou, điều đầu tiên mà Nami nhận được chính là sự đón tiếp nồng hậu của cư dân bộ tộc Miên. Họ rất quý mến cô nàng vì cô vừa xinh đẹp, vừa thân thiện. Bên cạnh đó, tộc Miên còn có một phong tục rất đặc biệt là họ sẽ thực hiện một nghi thức trao đổi quần áo của mình cho vị khách quý để thể hiện tình bạn gắn kết giữa hai bên. Mặc dù Nami chỉ trao đổi bộ đồ bình thường của mình cho Wanda, nhưng thứ cô nhận lại được chính là một bộ váy ngắn rất quyến rũ, được xẻ tà cao tới ngang eo. Chưa kể, cô được gắn thêm những dải ngọc trai lấp lánh trên người. Trông Nami không khác gì một tiểu thư đại cát cả. Nhưng điều đặc biệt lớn nhất nằm ở bộ đồ này mà Wanda tiết lộ với Nami khi mặc nó cho cô. Bộ đồ này chính là bảo vật quốc gia của Zou, nên việc Wanda và mọi người quyết định tặng nó cho Nami cũng thể hiện được niềm tin vững vàng mà họ dành cho cô nàng đấy. Vàng ở Skypiea. Ngoài việc được coi là vùng đất của các vị thần ra, thì Skypiea còn là nơi của thành phố vàng, khi ở đây có rất nhiều món kho báu được làm từ vàng cực kỳ có giá trị, đặc biệt là chiếc chuồng vàng khổng lồ được đặt ở thành phố vàng Sandora. Sau khi đánh bại Ino, Skypiea đã lấy lại tự do và bắt đầu trở về cuộc sống trước đây của nó. Mọi người đã mở tiệc ăn mừng suốt 4 ngày 4 đêm để vinh danh thắng lợi này. Sau bữa tiệc, người dân ở Skypiea đã thấm mệt và chìm vào giấc ngủ. Chỉ có mỗi Luffy là còn thức. Ngạc nhiên là người chủ động đánh thức Nami dậy và nói với cô rằng băng mũ rơm sẽ trộm hết số vàng ở Skypiea và tẩu thoát nhanh gọn lẹ. Cứ tưởng Luffy chỉ có biết ăn uống thôi chứ, ai dè cũng tinh tướng, vạch sẵn kế hoạch đào tẩu cùng số vàng khổng lồ nữa chứ. Cũng nhờ có số vàng đó mà bọn họ mới có tiền sửa sang lại Goeng Mary. Nhưng cũng đáng tiếc là đã bị gia đình Franky nẫn tay trên mất rồi. Kho báu của Bất Ghi. Sẽ thế nào nếu hai kẻ tham lam chạm mặt nhau? Tất nhiên sẽ có một trận tả xung hữu đột xảy ra để tranh giành kho báu rồi. Không chỉ là một miêu tặc, mà Nami còn là một kẻ lắm mưu lắm kế. Không biết cô nàng đã chồm được một cái rương kho báu rỗng ruột từ đâu và đặt nó lên thuyền, rồi giả vờ là người gặp nạn. Môi chai đám tay xài của Bất Ghi, lợi dụng lúc chúng không để ý, Nami đã cướp số vàng bạc cho báu trên thuyền của chúng và cướp luôn thuyền của đám hải tặc này một cách trắng trợn. Sau khi cướp kho báu xong xuôi, cô nàng lại cả gan lẻn vào địa phận của Bất Ghi, châm chỉa được tấm bản đồ Đại Hải Trình rồi bỏ chạy. Chưa kể, lúc Luffy và Bất Ghi đang choảng nhau, Nami đã lợi dụng thời cơ tiện tay ôm luôn số kho báu mà Bất Ghi cướp được từ người khác và định bỏ đi, thế là bị hắn đuổi theo đòi lại. Tuy nhiên, điều xui xẻo nhất khi cả đám đánh bại Bất Ghi và lên thuyền ra khơi là Luffy đã tự ý bỏ lại một túi kho báu của Nami cho người dân ở thị trấn, khiến cho cô nàng nổi điên lên, dìm đầu cậu xuống biển. Đá quỷ của Robin. Các bạn có biết rằng khoảng cách từ thù trở thành bạn có thể được rút ngắn một cách bất ngờ hay không? Để chứng minh cho câu nói đó, chúng ta hãy cùng nhìn lại khoảnh khắc Robin đặt chân lên tàu Queen Mary sau khi chấm dứt chiến tranh tại Alabasta. Trước đây, Robin đã từng làm tay sai cho Crocodile, nên ít nhiều cô nàng cũng mang ấn tượng xấu cho bằng mũ rơm.
Vì cuộc chiến chỉ vừa mới chấm dứt chưa được bao lâu, nên khi Robin đột ngột xuất hiện trên tàu, tất cả mọi người đều lên tiếng phản đối. Ai đợi lại đi để kẻ địch lên tàu của mình như vậy được chứ? Trong số những kẻ phản đối thì Nami là người phản đối gay gắt nhất. Cô nàng còn không quên cà khịa Robin vì quyết định đột ngột của Luffy. Nhưng điều không ngờ là với một người thông minh như Robin, cô rất biết cách lấy lòng tin của người khác, đặc biệt là người khó tính như Nami. Robin đã thủ sẵn một bọc đá quý của Crocodile và đặt nó lên bàn, và chỉ chờ có vậy, thái độ của Nami đã quay ngắt 180 độ, từ việc không ưa chuyển sang nịnh nọt Robin để lấy số đá quý đó. Đúng là một kẻ cơ hội mà. Kho báu của bằng hải tặc mèo đen. Trước khi thực sự gia nhập vào bằng mũ rơm thì Nami cũng từng cùng các đồng đội hờ của mình trải qua vài trận chiến gay go, điển hình là màn đối đầu với bằng hải tặc mèo đen ở làng Syrup. Mới đầu, Nami và Zoro chỉ tình cờ đặt chân đến làng Syrup để tìm chút thức ăn mang theo, nhưng lại gặp được Usopp. Mặc dù lúc đó không ai trong số họ lên tiếng mời Usopp gia nhập vào băng mũ rơm, vì trong Usopp không khác gì một kẻ đần cá. Cứ tưởng sau khi kiếm đủ thức ăn là đã có thể rời đi ngay lập tức, nhưng suối quẩy kiểu gì, cả đám lại vướng vào rắc rối với tên quản gia Kurahado. Tên này thực chất là cựu thuyền trưởng của bằng hải tặc mèo đen, và hắn không phải là một kẻ dễ đối phó chút nào. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Nami chỉ là nhanh chóng vơ vét số kho báu còn lại của chúng và mang hết lên thuyền, còn lại cứ để Luffy và Zoro lo. Mặc dù chôm được khá kho báu từ bằng mèo đen, nhưng ít ra Nami cũng không bỏ mặc đồng đội của mình đã bỏ chạy một mình. Tiền chuột làng. Một trong những khối tài sản lớn nhất mà Nami từng sở hữu đó chính là số tiền, vàng bạc châu báu mà cô đã trộm được khi còn làm tay sai bất đắc dĩ cho Ác Long. Có lẽ các bạn còn nhớ, cuộc sống của Nami đã bị đảo lộn hoàn toàn kể từ khi Ác Long và băng hải tặc của hắn đặt chân đến Kokoyashi. Từ một người được yêu thương đầy đủ, bỗng chốc mất hết tất cả, nhưng Nami vẫn chọn cách cắn răng chịu đựng và chấp nhận phục tùng Ác Long, chỉ để cống nộp kiến thức về hàng hải cũng như chuộc lại ngôi làng của mình từ tay của hắn. Với một cô gái chân yếu tề mềm như Nami, việc suốt ngày bán mặt ngoài biển, chôm đồ của hải tặc từ lâu đã khiến cho cô nàng biết thế nào là trân trọng tiền bạc, vì không phải lúc nào phi vụ chôm chĩa cũng diễn ra chót lọt, cũng có lúc sẽ bị phát hiện, như khi cô cố gắng chộm kho báu từ bất kỳ. Tuy nhiên, với một kẻ lắm mưu đồ như Ác Long, hắn lại không dễ gì để một người rành rọt biển cả như Nami chuột lại làng. Chính vì vậy, hắn đã chỉ chỗ cho tên hải quân Nezumi đến cướp lấy số tiền mà cô nàng đã vất vả tích cóp được suốt thời gian qua để gây khó dễ cho cô. Vậy nên, giờ hễ có ai đụng vào tiền của Nami, chắc chắn là kẻ đó đã chán sống rồi. Mũ của Luffy. Có lẽ hơi bất ngờ khi nói rằng một trong những kho báu mà cô nàng hoa tiêu này từng sở hữu lại là cái mũ của Luffy. Vì từ trước tới giờ, ngoài một lần vá lại mũ cho Luffy ra, thì hầu như Nami hiếm khi nào đụng tới nó lắm. Vì lúc nào, cái mũ rơm đó cũng nằm chiếm chệ trên đầu Luffy cơ mà. Tuy nhiên, đối với Luffy mà nói, chiếc mũ rơm này không chỉ là vật che nắng, mà nó còn là lời hứa trao trả lại cho Shanks khi cả hai người gặp lại nhau trong tương lai. Vậy nên, dù có trải qua hàng trăm trận chiến, mũ rơm có bị hư hại như thế nào đi nữa, chỉ cần nó vẫn còn đội được thì Luffy vẫn sẽ giữ nó bên mình. Khi tên Ác Long này cho người đến cướp hết số tiền mà Nami đã tích cóp bấy lâu, cô nàng gần như đã rơi vào tuyệt vọng, thậm chí là còn tự làm mình bị thương. Nhưng Luffy đã ngăn Nami lại, trao chiếc mũ rơm cho Nami, không quên kèm theo lời nhắn nhủ hãy giữ hộ kho báu của mình và lên đường đi xử lý Ác Long. Chính vì vậy, mũ của Luffy cũng có thể được coi là món kho báu quý giá nhất mà Nami từng sở hữu đấy nhé. Bằng mũ rơm. Mặc dù không phải là vàng bạc hay châu báu gì, cũng không phải là tiền tỷ Barry, nhưng có lẽ tài sản lớn nhất đối với Nami bây giờ không có gì khác ngoài đồng đội của mình. Đối với Nami mà nói, kể từ ngày gặp được Luffy, cuộc đời của cô đã được cứu rỗi khi Luffy đã hứa sẽ đánh bại Ác Long trả thù cho cô. Không chỉ có Luffy mà còn có các đồng đội khác luôn sẵn sàng bên cạnh Nami, như Sanji. Có thể đối với khán giả One Piece, Sanji không khác gì một tên biến thái thích ve vãn phụ nữ. Nhưng thực chất mà nói, mặc dù anh luôn buông lời ong bướm với Nami, nhưng Sanji rất quan tâm tới cảm xúc của Nami, thường xuyên làm món tráng miệng cho cô nàng và Robin, nhiều lần xung phong cứu Nami thoát khỏi nguy hiểm. Hay với Zoro, một kẻ lúc nào cũng cáu bẩn và hay càm ràm nhưng vẫn đứng ra giải cứu Nami khỏi Mr. One, cứu cô nàng thoát khỏi hàm răng của con quái vật trên Skypiea, nhiều lần ăn đấm từ Nami nhưng vẫn không dám phản kháng. Hay với Usopp, nếu không có Usopp chế tạo cho gây gậy thời tiết thì có lẽ bây giờ Nami không dám đứng ra tự bảo vệ mình và sẽ mãi tự coi bản thân là gánh nặng của đồng đội. Robin thì không khác gì người chị em thân thiết của Nami,
Vì nếu một trong hai người bị gì, thì người còn lại sẽ luôn cực kỳ lo lắng. Còn đối với Chopper, cậu không chỉ là một người bạn, mà còn giống như một người em thân thiết. Khi Chopper thất vọng vì thần tượng Hawkback bị sụp đổ, chính cô nàng Nami đã đứng ra an ủi cậu. Còn với Frankie, mặc dù ban đầu Nami rất thù Frankie vì anh dám tiêu sạch hai vali tiền sửa tàu của cô, nhưng sau đó Nami lại cực kỳ quý mến và ngưỡng mộ tài năng đóng tàu của anh chàng. Còn Brook thì, mặc dù là người lớn tuổi nhất trong băng và thường xuyên bị chàng đòn vì thái độ cợt nhã, thích xem đồ lót phụ nữ, nhưng khi Brook bị Big Mom bắt làm thú cưng thì Nami cũng cực kỳ lo lắng cho ông. Và với thành viên cuối cùng, tuy gia nhập vào băng mũ rơm bởi thời điểm rất trễ, nhưng Jinbei vẫn rất được lòng mọi người. Vì không những là người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, mà ông còn là một người lái tàu rất giỏi. Từ ngày có Jinbei, công việc hoa tiêu của Nami cũng đỡ vất vả hơn nhiều, vì Jinbei là một người rất rành về biển cả. Có thể chúng ta không hiểu hết được suy nghĩ của Nami về mọi người, nhưng có lẽ tài sản lớn nhất của cô nàng ở thời điểm này chính là băng mũ rơm, vì họ không bao giờ bỏ mặc bất cứ thành viên nào trong băng của mình cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.